Tại sao tỉnh lại Pom Hai Pin Hồng? Mời Pom Hai Pin Hồng bỏng cằn lên chương trình truyền hình khăm tay không đài truyền hình Việt Nam. Pom Hai Pin Hồng rừng, tổ hót gốm cổ không Hà Nội, Pom Hai có lưng tờn hót bát tráng, nhưng mi chư khai ấn lò Kim Lan. Làng gốm cổ ní thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, giúp đắc làng bát tráng cài mường Bắc Hưng Hải. Kim Lan có bé sơn phùng chăn ngam còn tỉnh Hưng Yên. Mang nưng to cắp mừng Hưng Hải, cánh mang nưng to cắp bát tráng. Làng Kim Lan nhăn đầy hú hót lò bón dê tàng chân gốm khòn kinh thành Thăng Long té mơ chậu. Bưng bón trò gốm lưng nổi, gốm Kim Lan lò tàng chân đầy Pom Hai Quân Dần mặc sổ dũng. Dũ trầm men nằm sông Hồng, làng gốm Bát Tráng, Hava làng gốm Kim Lan, đầy mi té hót nỉ hàng văn bì. Làng gốm cổ Kim Lan mi té hừng ma cài văn hương bì, bơ té cháu té đại bưng nhà khảo cổ có so hót làng gốm cổ Kim Lan có đầy sau hủ dết ngòi ngách. Chưa sao hủ hoàng thành Thăng Long có hình ngòi ngách nặn. Cánh gốm Kim Lan có chóc khò bé dương hoàng thành. Kim Lan có mi nghề gốm và bát tráng mi tiếng cắp dết gốm mí nghế. Kim Lan có dết ó bưng tàng chân gốm vậy sử dụng cùng cho hơn bưng tàng chân khoảng làng trong hong cùng bồng kiến thay số hàng mử. Kim Lan có mạ pe nhất là bưng gốm xứ cùng tàng tánh gốm xứ sử dụng cùng cho hơn chùm om lẩu bưng tàng chân hàng mử. Nghe gốm Kim Lan đầy mạ pe té cháu Hava cùng san hừng hy chư Kim Lan có lâm dề bóng mít băng hủ hót trò âu chư dình bát tráng vầy mạ pe mà lằng nỉ bưng bị trầm nỉ chư khé Kim Lan trắng đầy tờn hót ăn nằn là nâng cùng bưng cô hén khòn bom he cùng làng. Té thế kỷ xếp xàm xếp hạ, hôm mi làng gốm mà pe. Té bưng đình nam thế kỷ xếp bét, có tạm rằng vầy dết dần hay na. Bú khẩu đi mắn tùn. Cánh số nâng cun có phến nghế dết gốm bạc trắng. Bơ gian chơ nên văn hóa chiến tranh, dân hẳn. Cò sút hối dề. Té mưa chậu nhăn báu mà pe sơn khai nỉ. Mi nâng hót giòn tàng chân. Dệt cùng làng nghe vải đỉnh thổi. Bưng quân thảo ké cọt tô lau. Cùng làng Kim Lan mi nghe gốm té hừng. Pome có tóc hôm dệt bưng tàng chương khòn làng cơn ý lò cùng gốm tàng tánh cánh sổ dũng cùng cho hơn. Cùng bưng bì bắt nưng có hoa chai xếp, mi lại nghề nhân cùng nhân rú xí nghiệp.
dù bà tráng có tao má làng về tăng tánh bó nghế hở lút làn về trên cái nghe nỉ cùng xếp lại pì bưng lò gốm có táo dệt lau lại chốt hơn có táo má cắp nghe dệt gốm làng gốm có mi cách nỉ té lại thế kỷ. Nhất lo mì bưng kỹ thuật dệt gốm té cháu té đài có đầy trên vầy hót tàu khay. Ngồi ngách nỉ đầy dệt té cháu té đài vậy tăng tánh bưng chùa bưng hơn té cháu té đài tăng tánh ngồi ngách nỉ là uốn môn nào cánh khơm của mô hòn ai khỏi dệt té bị ban nưng cầu hói bài xếp xí bấu mít lại bón bài chữ đầy lông năm dệt bưng tón ngồi thủ cổng sân nỉ bưng nghệ nhân khòng làng cò so sáo bưng tàng trưng lò bón dệt ó gốm tàng tánh hở kinh thành thẳng lòng kim lan mi bưng kín ghế rình bó mi bón tờ mi tênh bếp bưng năng về đầy dệt thú công rình khổng làng. Khỏi rất khai, hờ cùng đình Huế cánh bưng dị tích, phải cất bình bưng bón cúng sớ. Ngoài ngách dệt mùng cần tá tái xí hót hà mứ, trắng mê thể, ao khẩu chó. Hà va, bom me lưng cô hén tính thầy bưng tàng chân ngân lang khỏng làng. Ngoài ngách đầy ao khẩu, cho hàng tuần trắng mi thể sử dụng cắp bưng lông trang diện khổng lẳng, bưng tón ngòi, cò đèn mặn, cánh khèn. Làng nghề không mở khỏi, dân hành khỏi có trà tao má lâu, dệt bưng làng nghe nỉ. Lại phụ nhí cùng làng có quen khới cắp nghe dệt nỉ. Bưng năng về dệt. Không khỏi, về đời khỏi có dệt bó sẵn ra cha nắc nới, khỏi mắc nghe nỉ. Cùng chân hẳn bưng quân khổng làng, nhưng mỏng con tẳng tánh chưa xình tay cháu tới đài. Bước khỏi có bảy chữ vầy hờ lút làn lăng nỉ hủ kim làn đang dết ó bưng tàng chân gốm khay nỉ trò so ó bưng khủ vầy bảy chữ